con phải làm sao giống như bầu trời kia. Tư tưởng phải giống như mây tự do qua lại, còn tâm của con thì luôn luôn chuyên chú vào một nơi mà thôi. Tập trung vào hơi thở thì những tạp niệm đó tự nhiên sẽ không còn. Rồi bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu bi thương và cả âu lo đều tan theo mây khói. Đến lúc đó, con có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng giống như bầu trời kia. Love.